Giờ chuyên mục ký ức xưa, Nguyên Khang cùng với Miko giới thiệu với các bạn bài viết của thính giả Béo Nhung. Bạn đã gửi cho hộp thư tafatia@vongxem.com. Bài viết Người cha đưa cơm hộp. Đã 1 giờ chiều rồi mà cha vẫn chưa mang cơm hộp đến. Nó làm chủ quản ở một nhà máy, áp lực công việc rất lớn. Buổi trưa nhà máy không phục vụ cơm, nó bảo cha mang cơm hộp cho. Một phần là tiết kiệm, một phần cơm cha nấu rất ngon. Đồng nghiệp ăn thử cơm cha nấu, khen rất ngon. Nhưng nó cảm thấy trong lời khen ấy có chút gì như khinh thường. Đúng vậy, khinh thường. Một người cha chỉ biết nấu cơm, chỉ biết chịu cực, chịu khổ, không biết cách hưởng thụ cuộc sống. Phải chăng mẹ đã bỏ nó từ khi còn bé tí để theo một người đàn ông khác? Vì một người cha không có tiền đồ như vậy, mẹ có thể tìm lại được cho mình một người chồng mới, nhưng nó thì không thể tìm lại cho mình một người cha mới được. 2 giờ chiều, cha vẫn chưa đến. Không biết làm gì mà cả ngày rảnh rỗi, chỉ là nấu ít cơm. Gần đây nấu cũng linh tinh nữa. Hôm qua không có thịt, hôm kia 1 giờ chiều mới mang đến, hôm kia thì quên cả cho muối. Đợi suốt cả buổi chiều cha vẫn chưa đến. 7 giờ tối, có cuộc điện thoại từ sở cảnh sát gọi tới. Bố anh đang ở chỗ chúng tôi, ông ấy lạc đường, mời anh đến đón về. Lạc đường? Cha làm sao mà lạc đường được nhỉ? Vừa đến sở cảnh sát, nhìn thấy cha vẫn cầm hộp cơm. Thấy nó đến, cha vội đưa cho nó và bảo ăn cơm đi. Cha đang làm gì vậy? Một hộp cơm cầm đến tận bây giờ mà lại cầm đến đây nữa chứ. Nó đang muốn phát điên thì người cảnh sát nói, có người phát hiện ông lão này mồ hôi nhễ nhại, cứ đi đi lại lại. Hỏi ông ấy đi đâu, ông ấy nói không nhớ. Hỏi nhà ở đâu, tên gì cũng không nhớ. Thế là gọi điện cho chúng tôi. May mà chúng tôi đã tìm thấy danh thiếp của anh trên người ông cụ. Cha anh mắc chứng bệnh đãng trí tuổi già, phải trông coi ông cụ, đừng để ông ấy đi mất. Cha đã bị mắc bệnh đãng trí tuổi già. Giờ nó mới biết, để đưa cơm hộp cho nó, cha đã đi suốt cả buổi chiều trên con đường đó. Cái bệnh đãng trí tuổi già đã làm cha quên mất mình cần đi đâu, nhà mình ở đâu, mình là ai. Nhưng vẫn đinh ninh nhớ đến con trai, nhớ phải mang cơm hộp đến cho con trai. Cha bị đói suốt cả buổi chiều mà vẫn giữ nguyên hộp cơm. Hộp cơm đã nguội ngơ nguội ngắt, đưa ra trước mặt nó. Một người đàn ông đã trưởng thành như nó, cuối cùng đã không kiềm chế được òa lên khóc. Các bạn cũng thấy đó, cha mẹ thì như thế nào thì vẫn luôn yêu con. Cho nên đừng bao giờ có trách ba mẹ mình cả, mà hãy trách lại bản thân của mình đã làm được điều gì tốt cho ba mẹ, đúng không ạ? Mời các bạn cùng đến với ca khúc ở vị trí số 19, ca khúc Nhớ với tiếng hát của Tiêu Châu Như Quỳnh. Nếu yêu thích ca khúc này, hãy soạn chọn khoảng cách 680 1664 và gửi 9224 là nhạc chờ nhé.